Hello everyone, xin chào tất cả quý anh chị. Đối với chủ đề tiếng Anh nghề nail là một chủ đề rất cần thiết cho người Việt Nam mình đang sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là đang làm việc trong các tiệm nail. Thì đối với tiệm nail ở nước ngoài, đa số khách hàng của chúng ta là những vị khách nói tiếng Anh, cho nên để giao tiếp và đạt được thành công trong công việc của mình thì bắt buộc chúng ta phải có vốn tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp về nghề nail. Một số thợ nail người Việt Nam rất là khéo tay, rất là giỏi trong tạo hình móng. Tuy nhiên khi sử dụng tiếng Anh giao tiếp thì gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là khi bắt đầu sang nước ngoài thì các anh chị chưa được trang bị kỹ về vốn liếng ngoại ngữ. Do đó video hôm nay tôi thiết kế đặc biệt dành riêng cho quý anh chị người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là làm việc trong các tiệm nail. Bài học hôm nay sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ tập trung vào các từ vựng chính cơ bản để các anh chị có thể hình dung ra từng từ riêng biệt. Phần thứ hai chúng ta sẽ đọc các câu trong đoạn hội thoại và hình thành nên các cụm từ chính để các anh chị có thể giao tiếp đơn giản trước nhất. Và thứ ba, tức là phần cuối cùng, thì chúng ta có thể đọc cả câu và thực hành đi thực hành lại nhiều lần khi mà chúng ta đã nhuần nhuyễn và trôi chảy các phần trên. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào phần thứ nhất, phần học từ vựng. Từ vựng thứ nhất, welcome to our salon. Welcome to our salon có nghĩa là chào mừng bạn đến với tiệm của chúng tôi. Ở đây welcome là chào mừng, to là đến, our là của chúng tôi, salon có nghĩa là cái tiệm nail của chúng tôi. Manicure, manicure là móng tay. Pedicure, pedicure là móng chân. Sure, sure, chắc chắn. Particular style, particular style, móng cụ thể, kiểu cụ thể. Color, màu sắc. Front tip, front tip, đầu móng kiểu Pháp. Nail, nail, móng tay. Toe, toe, móng chân. Great choice, great choice, sự lựa chọn thật là tuyệt vời. Prep your nails, prep your nails, chuẩn bị làm móng của bạn. Apply, apply, thực hiện, làm hay là áp dụng thì chúng ta đều có thể thực hiện và sử dụng từ này. White tips, đầu móng màu trắng. Square top, làm vuông góc. Rounded, rounded, làm tròn. Design, design, thiết kế. Plain color, màu đơn giản. Red polish, sơn màu đỏ. Lotion, lotion, dung dịch dưỡng da. Hand and feet, tay và chân. Dry, dry, khô. Completely, completely, hoàn toàn. Put on, mặc, đổi, mang. Đối với động từ này thì chúng ta có thể dùng linh hoạt, ví dụ như mặc áo, mặc trang phục, đổi nón hoặc là mang giày. Amazing, amazing, tuyệt vời. Phần thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau đặt các từ vựng mà chúng ta vừa mới học vào trong một câu cụ thể của đoạn hội thoại. Hai, xin chào. Welcome, chào mừng. To our salon, chào mừng bạn đến với tiệm nail của chúng tôi. Ở đây welcome là chào mừng, to là đến, our salon là tiệm nail của chúng tôi. What là để hỏi làm gì hay là cái gì. Ở đây ta dùng từ can có nghĩa là có thể. I do, tôi có thể làm gì. For you, cho bạn. Today, ngày hôm nay. What can I do for you today? Tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay? Đối với câu này, chúng ta cũng có thể hiểu là hôm nay bạn muốn làm món gì? Hôm nay bạn muốn làm dịch vụ gì? Câu tiếp theo. Hi, I want to get a manicure and pedicure, please. Xin chào. I want có nghĩa là tôi muốn. Thì cụm từ này rất là thường gặp khi khách hàng nêu ra dịch vụ mà họ cần. Sau đó là tên của dịch vụ. Get a manicure có nghĩa là làm móng tay. And a pedicure có nghĩa là làm móng chân.
Ở đây câu này có nghĩa là khách hàng muốn làm cả hai loại dịch vụ, đó là móng tay và móng chân. Nhân viên tiệm nail sẽ nói tiếp, sure có nghĩa là chắc chắn rồi. Đây là câu cửa miệng khi mình nghe khách hàng đặt một loại dịch vụ nào đó thì chúng ta nói như vậy để khách hàng yên tâm. Do you have any? Bạn có bất cứ particular style, mẫu cụ thể nào, or color, hoặc là màu sắc. In your mind, in mind, có nghĩa là trong đầu, trong tâm trí. Sure, do you have any particular style or color in your mind? Câu này dùng để hỏi xem khách hàng đã có dự định làm kiểu nào trước hay chưa. I was thinking of, tôi đang nghĩ về, a French tip, một cái loại đầu móng kiểu Pháp, for my nails, cho móng của tôi, and maybe, và có thể, a bright red for my toes, và có thể là một cái màu đỏ, mà bright có nghĩa là đỏ tươi, for my toes, cho móng chân của tôi. Great choice, sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Have a seat, thì câu này chúng ta gặp rất là nhiều trong các đoạn hội thoại trước, có nghĩa là mời ngồi hay là hãy ngồi xuống nhé. I'll get started, và tôi sẽ bắt đầu làm. Nguyên cụm I'll get started, tôi sẽ bắt đầu làm. On prepping your nails, on prepping your nails. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm móng của bạn. Prepping, ở đây từ động từ prep mà chúng ta đã được học từ phần trước, có nghĩa là bắt đầu. Several minutes later, một ít phút sau. Your nails, móng của bạn, are looking, trông có vẻ, great, thật là tuyệt vời. Ở đây câu này có ngụ ý là khen móng sau khi hoàn thành. Now, I apply the white tips. Bây giờ, I apply, tôi sẽ làm the white tips, đầu móng màu trắng, for the French manicure, cho loại móng tay kiểu Pháp. Do you want, bạn có muốn, them, chúng, squared off, được làm cho vuông góc, or, hoặc rounded, được làm cho tròn hay không? Câu này có nghĩa là hỏi khách hàng, bạn có muốn dũa cho đầu móng được vuông góc, hoặc là tạo hình cho nó thành cái đầu móng tròn hay không? Khách hàng nói rằng, let's go. Ở đây không có nghĩa là đi, mà có nghĩa là hãy làm. With rounded, làm đầu móng tròn. Please, có nghĩa là hãy vui lòng làm móng cho tôi, là cái đầu móng có hình tròn. Sounds good, nghe có vẻ hay đấy. And for your toes, và còn về móng chân của bạn. Would you like, có nghĩa là bạn có muốn. Any design, bất cứ thiết kế nào. Or just, hoặc là chỉ. A plain color, hoặc là chỉ một màu đơn giản thôi. Ở đây câu này có nghĩa là hỏi về móng chân. Bạn có muốn bất kỳ mẫu thiết kế nào nữa hay không, hay là chỉ sử dụng một màu đơn giản? Just a plain color, please. Khách hàng nói rằng just có nghĩa là chỉ. A plain color, một màu đơn giản. Hãy làm cho tôi một màu đơn giản thôi. Thì ở đây plain có nghĩa là màu đơn sắc, hay là một cái màu không quá rườm rà. Bạn có thể sử dụng từ simple thay cho từ plain, ở đây cũng được. Alright, được rồi. I apply, có nghĩa là tôi sẽ làm hay là tôi sẽ áp dụng. The red polish now. The red polish là màu sơn đỏ. Now là ngay bây giờ. Was finished, đã làm xong. Alright, được rồi. You are all set, đã xong rồi cả đấy. Here's some lotion. Đây là một vài dung dịch dưỡng da. For your hands, cho tay của bạn. And feet, và chân của bạn. Don't forget, đừng quên. Khi muốn nói hay là muốn nhắc nhở ai đó đừng quên việc gì thì chúng ta sử dụng don't. Quên là forget. To let them dry, để cho chúng khô. Ở đây dry là khô. Completely là trạng từ đứng sau động từ dry, có nghĩa là khô một cách hoàn toàn. Before, trước khi. Putting on, ở đây là verb in, dạng V thêm in của động từ put. Your shoes, put on có nghĩa là mặc đội mang. Ở đây giày thì có nghĩa là mang giày. Your shoes là giày của bạn. Thank you so much, cảm ơn bạn rất nhiều.
They look amazing. Chúng trông thật là tuyệt vời. Amazing là tính từ đứng sau động từ look, có nghĩa là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành các câu hoàn chỉnh trong đoạn hội thoại nhé. Hi, welcome to our salon. Hi, welcome to our salon. Xin chào, chào mừng bạn đến với tiệm của chúng tôi. What can I do for you today? What can I do for you today? Hôm nay bạn muốn làm gì nào? Hi, I want to get a manicure and a pedicure, please. Hi, I want to get a manicure and a pedicure, please. Xin chào, tôi muốn làm móng tay và móng chân. Sure. Do you have any particular style or color in mind? Sure. Do you have any particular style or color in mind? Chắc chắn rồi, bạn đã có bất kỳ kiểu móng nào cụ thể hay là màu sắc nào ở trong đầu chứ hay không? I was thinking of a front tip for my nails and maybe a bright red for my toes. I was thinking of a front tip for my nails and maybe a bright red for my toes. Tôi đang nghĩ về một đầu móng kiểu Pháp cho móng tay và có thể là một màu sơn đỏ tươi cho móng chân của tôi. Great choice. Have a seat and I'll get started on prepping your nails. Great choice. Have a seat. I'll get started on prepping your nails. Thật là tuyệt vời, hãy ngồi xuống nhé và tôi sẽ bắt đầu làm móng cho bạn. Your nails are looking great. Your nails are looking great. Móng của bạn sẽ trông rất là tuyệt. Now I apply the white tips for French manicure. Now I apply the white tips for French manicure. Bây giờ tôi sẽ làm đầu móng trắng cho móng tay Pháp. Do you want them squared or rounded? Do you want them squared or rounded? Bạn có muốn rũa chúng thành hình vuông hay hình tròn hay không? Let's go with rounded, please. Let's go with rounded, please. Hãy làm hình tròn. Sounds good. Sounds good. Nghe hay đấy. And for your toes, would you like any design or just a plain color? And for your toes, would you like any designs or just a plain color? Và còn về móng chân của bạn, bạn có muốn có bất kỳ thiết kế gì hay chỉ sử dụng màu đơn giản? Just a plain color, please. Just a plain color, please. Chỉ một màu sắc đơn giản thôi nhé. Alright. I apply the red polish now. Alright, I apply the red polish now. Được rồi, tôi sẽ dùng màu sơn đỏ ngay bây giờ. Alright, you are all set. Alright, you are all set. Được rồi, xong rồi cả đấy. Here's some lotion for your hands and feet. Here's some lotion for your hands and feet. Đây là một vài loại dung dịch dưỡng cho tay và chân của bạn. Don't forget to let them dry completely before putting on your shoes.
Don't forget to let them dry completely before putting on your shoes. Và đừng quên hãy để cho chúng khô hẳn trước khi mang giày vào nhé. Thank you so much. Thank you so much. They look amazing. They look amazing. Cảm ơn bạn. Chúng trông thật là tuyệt. Qua bài học vừa rồi, chúng ta đã hiểu được một số câu thoại đơn giản, cơ bản và rất thiết thực trong quá trình giao tiếp lúc làm tại tiệm nail. Và đừng quên các bạn hãy theo trình tự học, học từ từ vựng sang cụm từ, sau đó ráp vào câu, đọc đi đọc lại nhiều lần. Và điều quan trọng nhất là đừng ngại, hãy nói ra những câu đơn giản ngắn nhất, có thể sẽ sai một số ít từ để tạo thói quen nói tiếng Anh một cách tự nhiên và không cảm thấy bối rối đối với khách hàng của mình. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều bài học thú vị nữa nhé.